Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Hải Đăng Vlog của mình. Thì hôm nay mình làm cái clip này, mình cũng có đôi điều tâm sự với mọi người. Thứ nhất là mình cũng tâm sự với những người đang làm YouTuber và những người chưa phải là YouTuber, và nói chung là những người ngoài đang xem vào cái YouTube, những người không có là YouTuber nhưng mà người ta vào xem những clip của mình đó. Mình cũng xin thưa thật như thế này, mình làm YouTube này á, thứ nhất cũng vì là lòng đam mê, muốn quay phim, muốn dựng phim và muốn làm một YouTuber, cái sự đam mê mình. Thứ hai nữa là mình có nghĩ về là kinh tế, một ngày nào mình sẽ trở thành một YouTuber thì mình sẽ có tiền và trang trải cho cuộc sống. Mà cái điều mà làm để kiếm tiền chắc chắn ai ai cũng phải nghĩ đó thôi, chứ đừng có ai nói mà tôi chỉ làm lòng đam mê thôi, tôi không cần tiền bạc, đừng bao giờ nữa. Cái nghề YouTuber này, thứ nhất là làm vì đam mê, thứ hai nữa là cũng hướng về kinh tế, là một cái nghề kiếm tiền rất là nhiều nếu mình thành công chứ không phải là ít. Thì hôm nay mình tâm sự như thế này, mình cũng thú thật với mọi người, mình là cũng chỉ là một thằng tài xế lái xe và thêm những cái nghề phụ nữa, mình cũng có biết làm chuyện này chuyện kia nữa, nói chung là việc gì mình cũng làm. Thì cũng vô tình là mình lướt trên YouTube á, thì mình cũng nghe được cái nhiều cái thông tin là sẽ làm YouTuber và có thu nhập kha khá hàng tháng để chi phí cuộc sống sau này. Thì tới chính từ cái chỗ đó cộng thêm cái lòng cái niềm đam mê của mình nữa, mình cũng mê lắm, mê làm phim lắm, nhưng mà mình chỉ là một thằng tài xế, mình không có đi học làm phim này nọ, đam mê lắm mà không có mà đi học được, vì nói chung là kinh tế là trên hết, cuộc sống mình cũng nghèo khổ lắm. Với lại mình á, cũng là người đã ly hôn rồi, mình cũng sống một mình thôi, cũng rất là buồn. Thì chỉ có cái điện thoại này là nó làm bạn với mình thôi, và mình từ đó mà mình sẽ quyết định là làm YouTube. Vì làm YouTube á, thật sự của mọi người đam mê thì đam mê, nhưng mà nó rất nhiều áp lực lắm. Người ta khen thì ít mà người ta chửi là nhiều. Cái kênh của mình nó chỉ mới có 60 video thôi, thật sự là mình cũng chưa đủ điều kiện để bật kiếm tiền đâu, cũng gần được mình được 50% chặng đường rồi, nhưng mà mình nhận không ít những lời chửi bới, lời khen rất là ít. Những người mà đã là YouTuber rồi thì họ vào comment thì họ cũng với cái tư cách là giao lưu, cho nên họ cũng không nói gì. Còn những người á, họ chỉ lướt và họ xem, không phải là YouTuber, họ chửi nhiều câu, mình cảm thấy áy náy lắm. Không phải áy náy gì mà rất là bực tức, rất là áp lực. Mục đích mình làm những cái video mình đưa lên là mình, thứ nhất là mình muốn video mình sao cho nó hấp dẫn, nó hay. Thứ hai là mình cũng cố gắng làm hay như thế
để kiếm view, kiếm view mà để cho có đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Chứ thực ra mình cũng không có nói xấu một ai, ai cũng không phải là mình nói đầu này nói đầu nọ, chê người này chê xe kia. Chẳng qua đó là một cái video để dựng lên, nói tóm lại chính xác là để câu view, để cho đủ điều kiện bật kiếm tiền. Nhưng mà từ vì chỗ đó mình làm vì câu view thì mình suy nghĩ lại, và làm vì câu view thì cũng không có được, thì mọi người sẽ chửi nhiều hơn nữa và mọi người sẽ ghét mình. Cho nên hôm nay á, mình muốn đính chính lại một xíu. Mình chỉ là một thằng tài xế nghèo, không giàu có hơn ai hết, nghèo rất nghèo luôn. Biết rằng dưới mình còn nhiều người nghèo hơn nữa, nhưng á, mình cũng là dạng trong một trong những người nghèo. Thì mục đích của mình là làm vì đam mê, và thứ hai nữa là để sau này nếu mình thành công, ví dụ một vài tháng sau hay là một năm sau mình thành công, mình sẽ nhận được tiền từ YouTube, thì cái số tiền nó sẽ trang trải cuộc sống mình tốt hơn. Cho nên mình muốn đính chính lại mình là như thế. Mình làm có nhiều cái video nó không thực tế lắm, thì mình mong mọi người á, cái gì á, hiểu cho mình. Những người nào đã là YouTuber rồi thì người ta sẽ hiểu, còn những người mà chưa là YouTuber thì mong mọi người hãy hiểu cho mình. Mình làm video như thế là để làm gì thì mọi người phải hiểu rõ chỗ đó một xíu. Và mình cũng xin nói rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ không làm những cái video mà để người ta vô comment, người ta chửi, người ta nói này nó nữa. Nhưng mình sẽ làm những cái video rất thực tế về cuộc sống hàng ngày của mình trên đất Sài Gòn này. Mình làm rất dân dã, mình làm thực tế luôn. Mình không có làm những video câu view này nọ đâu. Mình hứa từ nay tới về sau và mãi mãi về sau, mình sẽ làm những video thực tế của đời sống của mình hàng ngày. Sáng thức dậy mình đi làm cái gì, và mình làm công việc như thế nào, công việc mình như thế nào, và mình ăn uống và cuộc sống của mình như thế nào. Mình sẽ làm những video lên cho mọi người thấy, để mọi người cảm nhận được cái cuộc sống của mình. Thì mình nghĩ mình sẽ làm những cái video đó thì chắc chắn mình tin rằng mọi người không chửi mình nữa, và cũng không hăm dọa nhiều nữa. Mình cũng có nghe nhiều cái kênh của mấy người, cũng rất là nhiều người vào comment hăm dọa này nọ. Tự nhiên mình cũng gặp cái tình cảnh như đó thì mình cảm thấy nó áp lực ghê gớm đó. Cho nên mình muốn xin hứa với tất cả mọi người, những ai đã đăng ký kênh mình và những ai lướt qua xem video của mình, thì mình xin hứa từ hôm nay tới đây mình không làm những cái video để câu view nữa, mà mình làm những cái video thực tế về đời sống của mình tại trên mảnh đất Sài Gòn này. Mình là dân quê, mình vào đây mình sống cũng đã hơn 10 năm rồi, nhưng mà cuộc sống vất vả vẫn là vất vả. Mình sẽ làm những video thực tế hơn. Thì mình cũng mong tất cả mọi người, tất cả những YouTuber thông cảm và hiểu cho mình. Trong thời gian qua mình đã làm được 60 cái video rồi. Thì có gì thì 60 video đó bây giờ là mình xin đính chính lại, và mình xin lỗi tất cả mọi người. Mình sẽ không làm những video câu view nữa, nhưng mình làm những video thực tế thôi cho mọi người xem. Mình bây giờ mình chỉ muốn là mình một ngày nào sớm mình được thành công, mình nhận được cái đồng tiền YouTube để mình trang trải cuộc sống cho mình là điều mình mong muốn nhất. Nhưng mà cũng áp lực lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng và bước qua những dư luận
mình sẽ thành công, mình quyết định mình sẽ thành công và thành công trên một cái những video thực tế, chứ mình không thành công những video giả tạo nữa. Mình hứa với mọi người bắt đầu từ hôm nay mình làm những video thực tế luôn. Và mình muốn nói là những ai mà đã comment chửi bới mình ở trong video rồi đó, thì mình cũng xin, mình thành thật, mình xin mà năn nỉ mọi người, con người của tôi sống thực tế, sống hiền từ, tôi không có cái dạng xảo trá gian trá hay là nói này nữa kia đâu. Nhiều trời sinh ra cái nhiều lúc cái cử chỉ lời nói của tôi nó không được ngọt ngào, không được suôn sẻ như những người khác, mà họ xem họ nghĩ rằng mình là thằng này láo, thằng này lao cá, thằng này này nọ, nói chung là người ta vô comment nó nói nhiều lắm. Nên cho nên đó, mình mong mọi người hãy suy nghĩ và hiểu rõ, mình làm video không phải để gây chuyện đâu, mà mình làm video mục đích chính của mình là về tài chính, muốn thành công để kiếm tiền, được nhận được đồng tiền YouTube, chứ không phải làm video để gây chuyện trên xã hội này. Mong mọi người hiểu cho mình, cuộc sống mình nhiều gian truân vất vả lắm. Mình sẽ làm những video thực tế hơn, và mình cũng có thường thường tuy mình nghèo khổ thật, nhưng mình cũng thường xuyên đi thiện nguyện, đi từ thiện các cái nơi vùng sâu vùng xa và cũng nghèo. Thì mình sẽ lúc nào mình đi thì mình cũng sẽ quay video lên cho mọi người xem. Cuộc sống thực tế mình nghèo thì nghèo, mình vẫn đi làm từ thiện, khả năng mình bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu, mình vẫn tổ chức đi. Thì một lần nữa thì mình trước mắt là mình xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả những YouTuber và những người chưa là YouTuber. Thì hôm nay mình xin đính chính lại là mình như thế, thì mong mọi người ai yêu quý mình, yêu mến mình thì đăng ký ủng hộ kênh mình, comment những lời hay ý đẹp, có những cái góp ý cho mình, có thể mình sai thì mình sửa sai, góp ý mình có thể phát triển cái kênh của mình nó hơn nhiều hơn nữa. Còn còn những ai mà không thích thì có thể đi ra, đừng có xem video làm gì. Đã không thích thì đi ra ngoài đi, đừng có theo xem rồi cảm thấy bực tức rồi vô comment chửi thì nó rất áp lực đối với mình. Thì mình chỉ có vài điều vậy thôi, thì mình cũng mong mọi người là hãy hiểu và thông cảm cho mình. Mình vẫn muốn trở thành một YouTuber và vẫn vẫn muốn lãnh được đồng tiền của YouTube để trang trải cuộc sống. Mấy tuần nay á, mình có nghe về cái chuyện của em Sang Vlog, tình cảnh cũng giống y chang mình luôn, áp lực ghê gớm đó. Em Sang Vlog á, em nói vẫn còn nhỏ, áp lực đến nỗi mà em nói sợ, em nó không dám làm clip nữa, đồ nghỉ làm clip luôn. Thì cũng nhờ nhiều người động viên này nọ, em nó mới, hình như là em nó bắt đầu làm trở lại, em nó không từ bỏ, làm vì lòng đam mê. Đam mê của em nó cũng cao lắm, gia đình thì nghèo thật, em nó em ở Đồng Nai đây chứ đâu xa, nghèo thật, nhà ở thuốc trong rừng sâu, rừng sâu thì ở rừng sâu mà ở trong đó nó khó khăn lắm. Mọi người hãy nhìn xa hiếu rộng hơn xíu, đừng có vội vàng mà vô comment chửi này rồi. Mình có bị nhiều rồi, mới có 60 video thôi mà mình bị chửi nhiều lắm.
mình cảm thấy nó áp lực, cho nên nhiều lúc mình xóa những cái comment đó luôn. Áp lực ghê lắm đó. Thì hôm nay mình cũng có vài điều để muốn nói ra cho tất cả mọi người hiểu, bởi cũng bởi vì mình cố gắng mình làm những cái video nó này nọ xíu để cho kiếm được view lên đủ điều kiện bật kiếm tiền, và mình có được tiền YouTube thì mình trang trải cuộc sống. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ lại rồi thì cái kênh của mình đi mới được nửa chặng đường thôi, chưa chưa đủ điều kiện bật kiếm tiền đâu. Nhưng mà mình xin hứa là từ nay trở đi mình không làm những video như thế nữa, mà mình làm những sẽ làm mỗi ngày sẽ làm những video thực tế đời sống của mình, cuộc sống của mình như thế nào, đi làm như nào, ăn uống như thế nào, và làm những công việc gì. Mình sẽ làm những video, mình hy vọng là mọi người từ đây tới đi xem những video sau của mình thì sẽ hiểu được mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người nha, tất cả mọi người đã lắng nghe những lời tâm sự của mình. Thì ai yêu quý mình, yêu mến mình thì cho mình một like và ủng hộ kênh mình, cho mình sớm đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Đó, mình cũng thành thật cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã xem qua video này. Rồi, cảm ơn mọi người, xin chào tất cả mọi người nha.